Hello, xin chào tất cả anh em. Tiếp tục em giới thiệu đến anh em một bộ dàn Billy rất là đẹp và hay. Đây là bộ dàn Eclipse, bộ dàn đến từ Nhật Bản, được sản xuất ở tại Nhật Bản luôn. Thì những cái bộ dàn hoặc là những cái cặp loa Eclipse mà anh em có thể thấy trên thị trường thì thường nó có hình thù giống như quả trứng vậy đấy, rất là đẹp. Thì ở đây em có một bộ Eclipse TD307, rất là đẹp, cao cấp. Như anh em có thể thấy thì bộ này nó gồm có một cái âm ly receiver cộng thêm một cái hai cái cặp loa đó. Hai cặp loa này thì nó hình trái trứng và nó có đế kèm theo đấy, anh em có thể thấy rất là xịn sò, dắt ở phía sau mạ vàng rất là đẹp. Và cái bản thân của cái cặp loa này nó cũng được làm bằng phía đằng sau được làm bằng nhôm hay nhựa nhưng mà nó rất là nặng. Chắc chắn bộ này thì về thì nó còn thiếu mất một cái cục súp. Bộ này thì nó gồm có hai loa nhỏ này và một cái cục súp nữa. Hãng thì nó sẽ thiết kế là dành cho hai thể loại chơi, ví dụ anh em muốn chơi nghe nhạc acoustic hoặc là nghe những thể loại không lời thì anh em có thể mua combo nó giống như thế này. Hoặc là nếu chúng ta có thể nghe nhiều tiếng bass hơn thì chúng ta có thể mua cái cục súp của nó. Hàng về thì nó không có súp, nó chỉ có như thế này thôi. Anh em nào ở nhà có súp có thể chơi thêm. Tại vì ở phía đằng sau nó còn có một cổng out để sử dụng cho thằng súp. Đó. Con này thì cái cổng vào của nó thì là cổng vào của nó là cổng vào 3.5. Con này thiết kế rất là hay. Đây là cái volume của nó này anh em. Volume này thì được làm bằng nhôm nguyên khối và CNC rất là đẹp. Đấy, nhìn nó chắc chắn. Toàn bộ này nó được làm bằng nhôm kim loại hết. Đây là phía trong của nó này, anh em có thể thấy trong nó có một cái đèn. Đây có một cái nút nguồn. Con này thì nó sử dụng nguồn điện là 100V. Đây là cái phía sau của nó, anh em có thể thấy Eclipse 307 đấy, made in Japan nha anh em. Đấy, nó có một cổng in và một cổng out và một cái nguồn điện adapter 100V đó. Nhìn cái cục adapter nó anh em chắc cũng hết hồn luôn, anh em có thể thấy nó rất là bự, còn bự hơn cả cái loa rất là nặng đó. Thì như anh em có thể thấy thì với những cái bộ nó nhỏ gọn như thế này thì anh em có thể sử dụng cho cái loa vi tính của chúng ta. Nhưng mà nó là thuộc cái giọng cao cấp rồi. Cái này thì anh em có thể đặt ở hai bên cái máy tính. Cục này để ở giữa. Anh em muốn nghe âm trầm nó tốt hơn thì anh em có thể mua thêm súp riêng để chúng ta ghép với cả cái bộ này. Đó, cũng rất là hay. Bộ này giá trên hãng nó cực kỳ cao. Còn ở shop em bán hai loa, một âm ly này và đầy đủ cái adapter zin với giá là 6 triệu. Đó. Còn đâu tùy anh em về phối ghép thêm. Thì hai cái loa này chủ yếu anh em sẽ nghe được cái dài trung và dài chét. Đây là nó sẽ phù hợp với những cái thể loại rậm rãi và không lời hoặc là acoustic. Đó. Còn đâu nó sẽ bị thiếu bát. Đấy là cái mà mình sẽ phải nói rõ là như thế. Cái này volume lên rất là hay này anh em. Chất âm con này cực kỳ chi tiết. Nếu mà anh em mà ghép với cả súp nữa để nghe thì thôi rồi.